Trên giang hồ có một loại người gọi là kiếm khách. Kiếm khách là những người nằm giữa ranh giới của một hiệp khách và một kẻ đánh thuê. Họ chuyên nghiệp hơn hiệp khách. Nói cách khác, họ làm việc vì tiền, nhưng họ có nghĩa khí hơn kẻ đánh thuê, vì họ không phải công việc nào cũng nhận. Bộ phim Đao Khách Ngoại Truyện. Người này chắc chắn đang gặp rắc rối. Nhiệm vụ của kiếm khách là giải quyết những rắc rối đó. Giờ ông đã nhìn ra ta là thiên hạ đệ nhất khoái đao rồi chứ. Nên kẻ thù của ông tôi đều có thể giúp ông giải quyết. Chỉ xem ông trả bao nhiêu thôi. Đến kẻ đuôi mù cũng nhận ra các ngươi đang đóng kịch. Lại công cốc rồi. Thời buổi này kiếm mối làm ăn giang hồ khó thật đó. Tôi khất gì, hôm nay đã giúp cậu diễn ba lượt rồi đó. Từ nhỏ tôi đã làm một cô nhi. Tôi không biết mình đến từ đâu, cũng không biết phải đi về đâu. Đôi lúc cuộc đời của một hiệp khách không kiêu hãnh như người ta nghĩ. Khi không có việc làm thì cũng không có cơm ăn. Kẹo là của tớ. Của tớ, đưa đây. Của tớ. Không được, đưa đây, là của tớ. Làm cái gì vậy? Nó định lấy kẹo của em sao? Sao em lại ăn cướp của người khác? Nè, anh có thể đến nói giúp em, nhưng em phải trả tiền cho anh. Em định trả anh bao nhiêu đây? Thôi được, lần này anh thay trời hành đạo, giúp em miễn phí, có được không? Tiểu tử, chúng ta đều lăn lộn trên giang hồ, đừng ép ta phải rút kiếm. Nể mặt nhau một chút đi. Nè, hai đứa chạy đi đâu vậy? Thật là phí quá đi. Còn ăn được mà. Cứ theo mã gia ta, đảm bảo các ngươi có cơm ăn, có rượu uống. Mã gia, lương thảo của chúng ta sắp hết rồi. Hôm nay các huynh đệ mới cướp về được hai con gà trống, chẳng đủ để ăn khuya nữa. Hay là chúng ta làm một vố lớn? Làm cái gì? Đại ca này, các huynh có để ý đến chuyện đứa em gái này không? Tôi đã lớn thế này rồi, mặc kệ các anh. Lần này tôi nhất định phải cướp một người đàn ông về đây. Phụng tỷ, tôi không phải là đàn ông sao? Ngươi à, nhìn ngươi như đà điểu thế kia, ai mà thương cho nổi chứ. Tôi muốn tìm một người đàn ông chân dài, vai rộng, tóc dài, lại có kiến thức. Tóm lại là chỗ nào cũng dài. Đừng ồn ào nữa. Má tặc đúng là má tặc, chẳng có chút đầu óc gì cả. Ý của ngài là từ ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một vố to. Các anh em, thời thế đã thay đổi rồi. Chỉ cướp mấy con bò con ngựa thì ra cái gì? Bây giờ làm chuyện lớn là phải dành địa bàn để xây nhà. Nghe nói 10 người giàu nhất thiên hạ đều làm cái này. Mã gia, sao mà cô bi mênh mông như vậy? Biết đi đâu mà cướp địa bàn? Đến làng chăn dê, bảo anh em hãy chuẩn bị đi. Phía trước là làng chăn dê rồi. Đi thôi anh em.
Tam nương thả Sơn Dương. Tam nương tìm Sơn Dương. Tam nương tìm Sơn Dương. Mã tặc đến rồi, mã tặc đến rồi. Tam nương giấu Sơn Dương. Chạy mau, chạy đi, nhanh lên, nhanh lên. Mã tặc đến rồi. Sợ rồi hả? Ông già, không phải sợ, chúng ta là người nhân nghĩa. Chỉ cần các ngươi giao đất trang trại dê này ra, thì ta đảm bảo không động tới một sợi lông của các ngươi. Ngoài ra, còn bồi thường cho các ngươi 10 con dê, 20 con heo, 30 cái chén, 40 miếng vải, 50 cái nồi, 60 đôi đũa, 70 cái ghế đẩu, 80 miếng cổ giày, 90 củ hành thơm, 100 trái bắp nếp, 200 củ khoai tây và 1.000 cây tăm sỉ răng. Thế nào, chúng ta rất nhân đạo có phải không? Mã tặc chúng ta sẽ xây dựng những căn nhà đẹp nhất Tây Bắc. Quả là tạo phước cho cả một vùng. Ông, cháu ông, thậm chí là cháu của cháu ông đều có thể mua nhà của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giảm giá 20% cho các người. Từ đời cụ kỵ của ông ta. Chúng ta đã ở đây rồi. Tương truyền trong thôn có một long mạch, ai mà động vào sẽ gặp họa diệt vong. Chúng tôi không thể đi được. Được lắm. Muốn từ chối chứ gì? Ông không sợ chúng ta ba sạch đàn dê này sao? Thế nào là ba sạch? Không có học mới đáng sợ làm sao? Chính là cướp sạch. Cướp sạch và cướp sạch. Là cướp sạch sao? Mới có một sạch thôi mà. Chẳng phải ta nói ba lần sao? Chúng tôi nghèo không tất đất. Chúng tôi không đi đâu hết. Các người dám cướp đất của chúng ta, chúng ta liều mạng với các người. Dám hiếp đáp người của làng dê. Nhầm người rồi. Đưa nó qua đây. Nào. Tao không sợ đâu. Nữa đi. Con à, trả lại con cho tôi. Các người rồi sẽ gặp báo ứng. Xem ra các người không biết sống chết. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Cho các người thời gian 10 ngày dọn hết đi cho ta. Các huynh đệ, đi thôi. Cút đi. Cút hết đi. Mọi người đối xem, chúng ta phải làm sao đây? Hay là cả thôn chúng ta liều mạng với chúng? Không được. Bọn mã tặc đó là đá, chúng ta là trứng. Chúng ta lấy trứng chọi với đá, có thể làm được gì chúng đây? Đằng nào thì mất đất cũng có khác gì chết đâu. Nếu đã như vậy thì ta liều chết một phen. Anh chỉ là một tên chăn dê thôi, mạng đâu đáng gì. Cả làng này sẽ bị ngươi hại chết mất. Không thể nói như vậy được. Trong sách có câu rằng môi hở răng lạnh. Đằng nào có nói thì các người cũng chẳng hiểu đâu. Tóm lại, 10 ngày nữa bọn chúng sẽ tới đây. Chúng mà đến thì chúng ta coi như là xong mạng rồi. Phải nghĩ cách đi thôi. Nước sông không phạm nước giếng. Chúng ta đi tìm một kiếm khách. Kiếm khách, mời kiếm khách rất là tốn kém. Chúng ta mời làm sao đổi đây? Vậy thì tìm một kiếm khách nào đang đói đấy. Phải rồi, đã đói thì việc gì cũng làm hết. Tục ngữ có câu, tay làm hàm nhai. Một ngày không ăn cơm thì thế nào cũng làm chuyện xấu. Ý hay, chúng ta đi mời một kiếm khách không có cơm ăn. Vậy ai sẽ đi mời đây? Ai đi? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ai đi? Chạy hết rồi à? Ai đi đây? Tôi đi. Cậu đi đâu? Tôi đi tiểu. Cái thằng ngốc này còn tiểu được hay sao? Thằng ngốc. Điềm nữ. Điềm nữ. Cha. Cha về rồi sao? Cha có mệt không? Nào nào, cha mau ngồi xuống đi. Chắc cha mệt rồi. Cha xem, con làm bánh cho cha rồi đây. Cho ta
Đúng vậy, đúng vậy. Con biết cha chất giả cả ngày hôm nay rồi. Sao mà cứng như gỗ vậy? Thì là gỗ mà. Sau này cha không có nhà thì con phải làm sao? Điều cho cha không tốt. Không tìm được một ngôi nhà nào khá hơn cho con. Hôm nay cha sao vậy? Sao vừa chạy đến nhà đã than thở rồi? Cha uống nước đi. Cha phải lên thị trấn để tìm kiếm khách. Thật sao? Cả làng giao cho cha nhiệm vụ phải tìm kiếm khách. Tìm không được kiếm khách thì cả thôn sẽ chết trong tay bọn cướp đó. Cha cho con theo giới có được không? Không được đâu. Sao lại không được chứ? Cha xem, đi đâu cũng có cướp. Cha bỏ con gái ở nhà một mình mà an tâm được sao? Không an tâm. Vậy thì cho con đi đi. Bên ngoài lộn xộn, con gái ra ngoài sao tiện chứ? Vậy thì để con nghĩ cách. Đã đi hai ngày rồi, nghỉ chân cái đã. Ngồi đi. Ăn chút gì đó đi. Đói rồi à? Ừ. Chỉ có một gói lương khô. Chúng ta chia làm ba có được không? Cho con miếng này. Còn nữa không? Sao mà cứng như gỗ vậy? Thật là xui xẻo. Ăn lương khô mà rụng cả răng. Con không muốn đi nữa. Điềm nữ, đi thôi. Con sắp chết đói rồi cha. Qua sa mạc này là tới nơi rồi. Sao mà xa quá vậy? Con không muốn đi nữa đâu. Con sắp chết đói rồi. Sắp đến rồi. Đi thôi. Cuối cùng cũng đến. Trấn Thất Hiệp. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Qua đây, qua đây. Nào, qua đây. Nộp bạc đi. Nộp cái gì cơ? Phí vào thành đó, đồ nhà quê. Chưa từng nghe qua có loại phí này. Muốn qua thì đưa bạc. Sao ông ta vào thành mà không đập tiền vậy? Nhìn cho rõ đi, ông ta là người trong thành. Việc này là do huyện lão gia định ra. Những người từ ngoài thành vào đều phải nộp phí. Đường phải sửa. Tường thành hư rồi, ai đắp lại? Thời thế bây giờ loạn lạc, giữ gìn trật tự trị an không cần tiền chắc. Đúng vậy. Nộp tiền đi. Đưa đây. Đưa đây, mau lên, mau lên. Quê mùa. Cái thằng nhóc này. Cha nhìn kìa. Đừng có tấy mấy. Tôi chỉ là cái xác không hồn bay qua bay lại. Đó chẳng phải là người mà họ đồn đó sao? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Thần tượng. Thần tượng của em. Đừng có quá lố như vậy. Đây chẳng phải cao thủ trong truyền thuyết đó sao? Hay quá. Đại Hiệp à, người đã đói bụng chưa? Đồ thần kinh. Nè, đừng nghĩ là cứ có cánh thì đều là thiên sứ, mang theo đao thì đều là kiếm khách. Đó có thể là bán kiếm bán thịt thôi. Phấn trang điểm đây, đẹp lắm. Các cô các bác qua xem đi. Nè, cậu nhóc, xem qua cái này đi. Nè cậu nhóc, xem loại phấn này đi. Nào nào, cứ xem đi. Xem loại phấn này đi, tặng cho mấy cô là nhất đó. Thơm thật. Sao hả? Nè, trả tiền hộp phấn cho tôi đã. Đứng lại đi, đứng lại. Đứng lại, qua đây mau. Không sao chứ? Bộ bị mù à? Điềm nữ. Điềm nữ. Cảm ơn nha.
Điềm Nữ, Điềm Nữ, đã thấy nó chưa? Chưa thấy. Điềm Nữ, có thấy cha tôi không? Không thấy. Có thấy cha tôi không? Không. Trên giang hồ này không kẻ nào dám cả gan trộm bánh bao của ta. Cho xin một cái thôi, có khi nó còn đói hơn cả mình. Điềm Nữ, mau ra đây. Điềm Nữ, đừng giận nữa, chỉ là cái bánh bao thôi mà. Tôi nhiều tiền lắm, lần sau sẽ đãi Quynh. Nè, tên Quynh là gì? Cứ gọi ta là chàng đẹp trai. Hả? Hả cái gì? Không biết đẹp trai là gì à? Nói thật với ngươi, khi nhỏ ta cũng không biết, nhưng cứ nghe người ta gọi mình như thế mãi. Đến khi ta lớn lên, khi vừa nhìn vào gương thì nhận ra. Nhưng mà ta không giống với người khác, không chỉ đẹp về bề ngoài mà còn đẹp cả trong khí phách. Ngươi có thấy nửa bên mặt trái của ta rất là ngầu không? Nhìn mấy con ngỗng kìa. Nè, ta và người không cùng ngôn ngữ à? Mau đi kiếm tiền ăn cơm đi. Điềm Nữ, Điềm Nữ, Điềm Nữ, Điềm Nữ, sao ông lại biết tên của tôi là Điềm Nữ? Sao mới chỉ một ngày không gặp mà con đã ra nông nỗi này rồi? Đại ca, huynh nhầm rồi. Đây không phải là Điềm Nữ, không phải thật mà. Xin lỗi, tôi nhầm người rồi. Điềm Nữ, cho tiền nào. Không thể xem chùa được. Còn cả đồ ăn nữa à? Ai có tiền thì cho tiền, ai không có tiền mượn tiền mà cho. Nè nè nè, đi đi, có gì mà xem. Đừng đi mà, nè. Nè, điêu chân to càng, dám náo động phố phường. Nộp phạt đây, nộp phạt. Tôi nghĩ mấy người nhầm rồi. Sao tôi lại phải nộp phạt chứ? Ngươi vi phạm quy định về quản lý vệ sinh môi trường, lại kinh doanh bất hợp pháp giữa phố chợ, còn mang theo đao kiếm bên mình quấy rối an toàn công cộng, thế nên phải nộp phạt. Quản lý đao kiếm sao? Ta chỉ là một hiệp khách bôn ba giang hồ, thanh đao này cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Điềm Nữ, Điềm Nữ, Điềm Nữ à, Điềm Nữ. Đại cha, đại cha, tìm người sao? Tôi đang tìm Điềm Nữ. Điềm Nữ ở bên trong ấy. Sao? Ở bên trong à? Đúng vậy, đi thôi, đi thôi. Mời chào trong. Vào thôi, vào thôi. Điềm Nữ đang chờ bên trong đấy. Trả tiền mau, trả tiền mau. Các người không cho ta mãi giỏ, sao ta có thể kiếm được cơm? Các người sống thế nào ta mặc kệ, chúng ta chỉ chấp hành công vụ. Nè, sao ngươi lại không lo? Chúng ta chỉ lo chuyện thu tiền, chuyện gì không dính dáng đến tiền thì khỏi. Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi? Còn không mau biến đi cho ta. Coi chừng ông đây đưa ngươi vào danh sách đen đó. Đưa đây, buông tay ra. Đưa đây cho ta. Đưa đây, đây là quà từ người hâm mộ ta. Biến đi. Nè, huynh định đi một mình sao? Đừng có chạy theo ta nữa, ta hết vui rồi. Huynh không vui nhưng ta vui, ta vui lắm. Không tin huynh cứ thử đi. Ta không tốt đẹp như ngươi tưởng đâu. Câu chuyện ta bán ngươi đi, mà ngươi còn đếm tiền giúp ta nữa. Mẹ ta không cần ta nữa, cha ta cũng bỏ ta đi rồi, giờ huynh cũng không cần ta nữa. Nè, ngươi là con trai mà khóc lóc cái gì? Nè, ngươi không tiền ta cũng không, hay là nhập bọn với ta đi. Ta ăn cơm thì ngươi húp cháo, ta cầm xương ngươi ăn thịt, thế nào? Củ khoai duy nhất của ta, chia ngươi một nửa, đừng khóc nữa. Tính cho ta bỏng chết à? Đi thôi. Hãy tận hưởng spa đặc sắc của chúng tôi, Điềm Nữ sẽ đến ngay thôi. Spa là cái gì? Ông lỗi thời quá đó.
Spa là phương pháp massage và trị liệu bằng nước. À, tôi biết rồi, ở quê chúng tôi gọi là tắm. Tốn bao nhiêu tiền vậy? Không cần tốn tiền, chỉ tốn một chút đỉnh gọi là bo thôi. Một chút thôi à? Chắc chắn hai ngài sẽ hài lòng. Đi thôi đi thôi, chúng ta cả người hôi hám, cứ đi tắm đi đã. Khách quan, mời sang bên này. Mời vào trong. Các anh mau đi thay đồ. Có khách rồi. Lần này phải kiếm nhiều một chút. Qua phù chung vẫn chiêu cũ. Cô vừa la là chúng tôi xông vào. Được thôi, tôi nắm gọn chúng trong lòng bàn tay rồi. Lẽ nào chính là phù chung tỷ tỷ trong truyền thuyết đó sao? Anh đẹp trai à, muội có già như bà ta không? Muội là người nổi danh khắp Tây Bắc, ai thấy cũng mê. Hoa thấy cũng phải cúi mình. Hoa phù chung đây. Các dịch vụ của quán bao gồm massage chân trong chậu, massage xông hơi kiểu Thái, massage kiểu Ôn Châu. Sao không thử hết các dịch vụ đi? Cô nhầm rồi, chúng tôi đến đây để tìm Điềm Nữ. Điềm Nữ? Con gái à? Lẽ nào dáng vẻ của ta chưa đủ ngọt ngào hay sao? Nào, đến đây. Đến đây. Đừng, đừng, tôi ngây thơ lắm. Đừng ngại, không, dừng lại đi. Sàm Sở, người đâu? Sàm Sở. Cô ra ngoài kia. Người đứng lên, mặc đồ vào cho ta. To can, giữa ban ngày ban mặt dám bị chân nữ cưỡng bức. Người nói cái gì vậy? À không, dám cưỡng bức chân nữ. Các người là ai? Đoán đi. Người đoán xem, đoán thử xem. Các người mặc áo đen, lẽ nào là xã hội đen sao? Chúng ta còn đen hơn cả xã hội đen nữa cơ. Hai vị đại nhân thật oan uổng. Tôi và cô ta chẳng có gì, nhiều lắm chỉ là bê bối thôi mà. Đừng chối. Chẳng lẽ chỉ là bê bối thôi sao? Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Ta thấy các ngươi là quan hệ nam nữ bình thường thì có. Như ngươi đây vào nhà lao thì ít nhất cũng bị ngồi tù 9 đến 10 năm tù. Sao mấy ca sĩ cởi đồ thì lại nổi danh ngay, còn tôi cởi lại phải chào tù? Đừng nhiều lời nữa, chọn đi, giải quyết cho công hay tư. Công là thế nào mà tư là thế nào? Công ấy à? Tức là người ta chúng ta về ngồi tù. Còn tư ấy à? Chỉ cần ngươi có tiền thì dễ nói chuyện rồi. Đưa đây mau lên. Đại nhân, cái này không động vào được đâu. Đó là tiền cứu mạng cả thôn chúng tôi. Giữ mạng của người trước đi, coi như đây là tiền phạt. Hai chúng ta cũng không thể ác quá. Để lại chút tiền cơm cho ngươi. Đi thôi, đi. Chỉ còn một đồng, sao mà mời kiếm khách đây? Giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu thế nào là hắc điếm. Hắn nuốt tiền của tôi, cũng coi như chôn sống gia đình của tôi. Thảo Căng, đừng qua đây. Qua đây là tôi nhảy xuống. Thảo Căng, đừng chết, đừng cản tôi. Đừng ai cản tôi cả. Tôi nhảy đây. Tôi nhảy xuống đây. Đừng cản tôi. Đừng cản tôi. Đừng chết mà. Thảo Căng, cả làng đang đợi chúng ta trở về. Tôi nhảy xuống đây. Tôi thực sự phải nhảy xuống đây. Đừng chết mà. 20 năm sau tôi sẽ là một hảo hán. Đừng chết mà. Qua đây. Không thể chết vì chai đồng bạc được. Còn rừng thì lo gì thiếu củi đốt. Tôi nhảy đây. Hay quá. Đại hiệp giỏi quá. Ừ.
Thảo Căn, ông trời không cho cậu chết, đừng hù tôi nữa. Đó chẳng phải đại hiệp sao? Đi tìm ông ta đi. Ông ta giỏi như vậy, chúng ta đi tìm ông ta. Đêm nay ngủ lại ở đây vậy? Ở đây sao? Được rồi, ngủ ở đây. Nhưng ở đây chẳng có gì cả. Thế thì sao? Ở đây rất được mà. Nói cho người biết, mấy nhà khách năm sao ta ở chán rồi. Giờ ta thích quay về với tự nhiên. Xem nè, nơi này lãng mạn biết bao. Chà, Quynh thật là lãng mạn đó. Tối nào Quynh cũng nằm trên giường ngắm trăng sao? Quynh thích ngắm trăng à? Sai rồi, không hẳn vậy. Có đôi khi ta còn nằm đây ngắm mặt trời mọc, đầu giường ánh trăng rọi, mặt đất đôi giày hoang. Ngươi xem, nơi đây tốt biết bao, còn được tắm mưa miễn phí nữa. Ngươi xem, cơn mưa này hạt thì to tròn, lại trút thẳng xuống. Xích lại gần đi. Quynh thích ôm sát người khác như vậy à? Thì sao chứ, con trai với nhau cả thôi. Sợ cái gì? Mưa tạnh rồi, đi ngủ thôi. Ngủ sao? Nè, Quynh, Quynh làm gì vậy? Cởi đồ đi ngủ. Mau cởi áo ra, kẻo lát nữa cảm lạnh đó. Hai người ngủ với nhau được sao chứ? Ngươi làm gì mà ngại ngùng như con gái vậy? Từ nhỏ đến lớn người trong thôn đều gọi tôi là giả gái, biết làm sao được. Còn ôm hoa cúc nữa chứ. Kệ ngươi, ta đi ngủ trước đây. Ta không giống như những gì Quynh nghĩ đâu. Đã tặc đến thôn của chúng tôi cướp đất, tôi và cha phải đi tìm kiếm khách. Nếu không thì cả thôn của tôi chết chắc rồi. Yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ giúp các ngươi trừ bọn mã tặc đó. Điềm nữ thì mất tích, kiếm khách thì không tìm được, phải làm thế nào đây? Giờ bụng đói meo mà không có tiền, đều cho cậu spa spa cái gì. Giờ không còn một cách. May mà tôi còn được hai cách lẻ, có thể lây lắc được. Đại hiệp, đại hiệp à, xin dừng bước. Ta đã không còn là đại hiệp từ lâu rồi. Cái danh xưng này đã hết thời rồi. Hữu danh vô thực, không đáng một xu. Tốt nhất là mấy người nên nghĩ ra một cái tên mới. Đại hiệp, xin hãy cứu lấy làng dê của chúng tôi, giúp chúng tôi đánh lại cường đạo. Cái gì? Bọn cướp nào? Đại hiệp à, ngài đã cứu mạng cậu ta thì hãy cứu mạng chúng tôi luôn đi. Việc này thì kiếm khách bụng đói, tuyệt quá, tuyệt quá rồi. Chúng ta đi ăn cơm uống rượu. Được, vào đây nha. Chủ quán đâu? Qua đây, qua đây. Độc Cô đại hiệp, ngài đến rồi à? Đến đây, đến đây. Số tiền trọ mà ngài thiếu tôi nên trả đi chứ. Đến đây, mau đem đồ ăn lên đi. Bấy nhiêu đây vẫn còn thiếu. Thiếu cái gì? Số tôi thiếu cuối năm sẽ trả. Lũ kiếm khách các người, cũng như ly rượu này thôi, chỉ là cái ly. Đói bụng rồi, ăn gì đây? Thịt bò hấp nha. Đại hiệp, hiện giờ có bệnh bò điên. Vậy thì ăn đùi dê đi vậy. Không được, có bệnh lỡ mồm, không thể ăn dê. Vậy thì kêu một dĩa gà đi. Dịch cúm gia cầm, không thể ăn gà. Cái gì cũng không được. Vậy kêu đại cái gì cũng được, cứ mang đại món gì lên nha. Nhanh lên, nhanh lên. Lâu lắm rồi mình chưa được ăn thịt dê. Nên thấy tấm áo da dê đó, trong lòng lại nôn nao.
Đại hiệp, thấy thế nào? Đại hiệp, ngày chịu đi cứu làng kia của chúng tôi chứ? Cả thôn chúng tôi sẽ bao ăn bao ở. Yên tâm đi, tôi ăn của các người thì sẽ làm việc cho các người. Đại hiệp, thật có nghĩa khí. Đại hiệp, chịu theo chúng tôi về thôn thật sao? Nói gì vậy? Phải có tiền chứ, ở đâu ra công không vậy? Tiền thì không thành vấn đề. Vấn đề là hiện tại chúng tôi không có tiền. Không có tiền, vậy làm thế nào? Không làm nữa. Đại hiệp à, hay là chúng ta ký giấy nợ được không? Được, ký giấy. Nhưng mà mấy chục tên cướp mà chỉ có mình ta, tốt nhất là mời thêm hai kiếm khách trợ giúp ta. Được, ý này hay đó. Tôi cũng có ý kiến. Hay là chúng ta ký hợp đồng, đề phòng đôi bên nuốt lời. Được thôi, ký hợp đồng không hối tiếc. Mà hợp đồng gì? Thì đơn giản là hợp đồng thôi. Mọi người đồng ý cùng nhau hợp tác, ký tên làm chứng. Được. Tốt. Bà chủ à, mang bút mực ra đây. Có ngay. Ngài đã no chưa? Nào, Phạm lão sư, hợp tác vui vẻ. Dấu hiệu diệt vong của thế giới chính là khi con người xưng nhau bằng lão sư. Hết thời gian rồi, mau đi tìm thêm hai kiếm khách nữa đi. Thấy chưa, tôi là kiếm khách vô địch thiên hạ đó. Ông này, chúng tôi không tìm dạng kiếm khách như ông. Xin lỗi, ông về đi. Nói sớm chứ, khỉ gió. Hãy xem bản lĩnh của ta. Số dây của thất hiệp trấn đều cho ta giết mổ. Người kế tiếp. Đã một ngày rồi mà chúng ta vẫn chưa tìm ra cha của ngươi. Nè, đằng kia đang tìm kiếm khách kìa. Tìm kiếm khách khẩn cấp. Nếu nhận công việc này thì chúng ta không lo đói rồi. Cha! Con! Đúng là con rồi. Cha chạy đi đâu vậy? Cha! Cha nhớ con quá. Con cũng rất nhớ cha. Cha tìm con cực khổ lắm. Con cũng nhớ cha lắm. Cha lo cho con quá. Cha à! Cha! Cha lo cho con lắm đó. Con có bị đói không? Con đói lắm cha. Cha! Đều nhờ Quynh ấy chăm sóc cho con. Tối qua con ở bên Quynh ấy. Cảm ơn. Phải, tối qua tôi và cậu ấy ngủ cùng nhau, không để cho cậu ấy lưu lạc đầu đường xó chợ. Cậu nói cái gì? Tối qua hai đứa ngủ chung với nhau sao? Phải. Đứa con bất hiếu này, ta đánh chết con. Không phải, ta đánh chết con. Không phải như cha nghĩ đâu. Ta đánh chết con. Quỳnh ấy là một kiếm khách, có hoài bão, có lý tưởng. Quỳnh ấy chịu đánh đuổi bọn cướp cho chúng ta. Cậu nhóc cùng chúng tôi đi làng dê sao? Không được. Lão Phạm mà, cậu ta không cần tiền. Không cần tiền. Của rẻ là của ôi. Cậu biến đi cho tôi. Đi thì đi. Đợi đã, đợi đã. Cha, Quỳnh ấy không biết con là con gái đâu. Tiểu Quỳnh đệ, tạm biệt. Anh đẹp trai, đừng đi. Giờ tôi biết cậu là hàng quý rồi. Đại hiệp, giờ chúng tôi đã tìm được một kiếm khách. Gì cơ? Chúng tôi đã tìm được một kiếm khách. Kiếm khách? Hắn ư? Lẽ nào ông ta chính là Độc Cô Đại Hiệp, lừng danh giang hồ? Sư phụ, hãy nhận của đệ tử một lạy. Thôi thôi thôi, giờ không phải lúc nhận đệ tử. Đứng dậy đi, đứng dậy trước đi đã.
Chúng ta có một nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng ta phải đi đánh mã tặc. Hay lắm, đánh mã tặc. Đánh cướp. Chào mọi người, tôi là người chủ trì cuộc tỷ thí hôm nay. Tôi là Tất, mọi người đều gọi tôi là Lão Tất. Im lặng. Hôm nay là buổi thi đấu giành chức quán quân của Đao Quang Đại Đạo. Tôi mong các đấu thủ đều giữ tinh thần tốt. Hôm nay, dù là khách qua đường, kiếm khách, đao thủ hay là tên ăn mày, nếu như có thành tích đáng nể thì sau này đều có thể trở thành một kiếm khách thực thụ. Giờ là lúc tỷ thí tài nghệ. Xin mời các đấu thủ lập tức lên sàn. Xin chào, người người đều thích tôi, ai thấy cũng yêu tôi. Cây cối ngã rạp khi thấy tôi. Tôi là đóa hoa trên giang hồ, xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng, được yêu thích nhất. Mọi người đều gọi tôi là Hoa Tỷ. Mọi người gọi tôi là Lôi Nhân, là nam nhưng ái nữ. Xin mọi người đừng hỏi tên tôi, vì đó là bí mật của tôi. Có tài gì không? Có. Hàng sơn đảo hải, quế hoa điểm quyệt, lưu tinh cảm nguyệt. Ngươi còn trò hề gì nữa không? Cái anh này, người ta còn chưa sẵn sàng mà, gấp gì chứ? Biến. Hôm nay ai té lăn ra đất thì thua, té khỏi võ đài cũng thua. Đây là quy định đã có từ lâu, hay còn gọi là luật ngầm. Đến đây. Nhưng nhìn rồi, bị loại. Hay lắm. Các chị anh hùng hào kiệt, sau mấy năm gián quyết liệt thì anh hùng đã xuất hiện đây rồi. Tuy trong giang hồ có người bằng hữu bỏ chúng ta, nhưng mà vẫn có người đi tiếp con đường khó khăn này. Đừng có dên giáo, còn ta đây. Có giỏi thì hát một bài xem. Trời đất ơi, hắn biết hát thật à? Có nhầm hay không vậy? Đây là thi võ chứ không phải là thi hát. Đấu đi, tao sẽ chém mày trong vòng một bài hát. Tao sẽ chém mày. Dừng tay lại đi, tôi phục rồi, tôi phục. Tao chém. Quán quân của chúng ta là Đông Phương Đại Hiệp. Giỏi quá, kiếm khách này thật là giỏi. Biến đi cho ta. Kiếm khách này giỏi quá, chúng ta nên thuê người này, giỏi thật đó. Ngươi là cái thá gì chứ? Cuộc thi gì thế này? Hắn không xứng là Đao Chương. Ta chém chết ngươi. Tin tốt đây. Tôi tìm được kiếm khách giỏi rồi. Mời. Giết người không gớm tay. Kiếm khách. Hắn à? Cướp à? Cướp đâu? Đại Hiệp, chúng tôi muốn mời ngài về làng của chúng tôi đuổi cướp. Được rồi, tiền đặt cọc 20 lượng, xong việc 20 lượng, tổng cộng 40 lượng. Chúng tôi có thể ký nợ trước hay không? Giấy nợ à? Giấy nợ chẳng qua chỉ là một tờ giấy. Dù sao tôi cũng là người nổi tiếng. Nhìn đi, răng cũng đi bọc lại đó. Đây là cái gì vậy? Tôi sợ gián lắm. Lại thêm một kiếm khách. Đi xem sao. Hoan hô. Hãy
Hay lắm, hay lắm. Võ công giỏi lắm, chúng ta đi tìm người đó. Bà chủ, cho thêm giò rượu nữa. Hết mất rồi. Trời ạ, quỷ cực lục, lần trước ngươi thiếu tiền ta còn chưa trả đó. Lần sau tôi trả, nhất định trả hết. Lần sau à? Xin lỗi, làm gì có lần sau. Bà, sao nào, bà chủ, cho bình rượu ngon. Tiểu nhị, một bình rượu cho khách quan. Một bình bao nhiêu tiền vậy? Muốn làm trứng thì phải đập trứng. Đưa cho tôi, đưa cậu ta đi. Mang rượu lên. Rượu ngon của khách quan đây. Rượu ngon, thơm quá. Khoan đã, muốn uống rượu sao? Đặt cược với ta, ba lần thắng hai. Nếu ta thua thì bình rượu này thuộc về Quynh. Còn nếu Quynh thua thì đi theo ta. Bắt ta theo ngươi làm vệ sĩ à? Làm người đâu thể tùy tiện như vậy. Người xưa có câu, kiếm khách không muốn làm kiếm khách thì không phải là kiếm khách giỏi. Đừng nói mấy điều đó với ta, ta quên hết rồi. Dẫu sao thì số ta cũng không làm được kiếm khách nổi. Chẳng biết là bà mụ nhầm hay cho số ta hẩm hiu nữa. Dù sao khi nhỏ ta cũng từng muốn lớn lên sẽ cứu cả thiên hạ. Chẳng ngờ khi lớn lên rồi ta mới hiểu cả thế giới này không cứu nổi ta. Thôi không nói nhiều nữa, cược thì cược. Người phiêu bạc giang hồ mang theo một thanh gươm, cắt kéo, búa đập này. Ta thắng, đưa rượu đây. Người phiêu bạc giang hồ mang theo một thanh gươm, cắt kéo, búa đập này. Thắng rồi. Người phiêu bạc giang hồ mang theo một thanh gươm, cắt kéo, búa đập này. Sao hả? Theo chúng ta chứ. Theo ngươi à? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi từng nghe đến quỷ cước thất chưa? Đó là người thân duy nhất của ta. Con ta là anh của nó, quỷ cước lục. Hãy xem đôi chân này của ta đi. Đó là cái mà người ta vẫn tung hô là quỷ cước. Nhớ năm xưa, ta cũng là một tay lẫy lừng giang hồ. Tiếc là say rượu lái xe đã cướp đi đứa con trai và thê tử của ta. Say rượu lái xe à? Ngươi lái xe gì? Xe không bánh. Sẽ sớm có tin thôi. Đại hiệp, chúng tôi tìm được một kiếm khách. Tốt, còn tự hắn đi. Qua đây. Qua đây, tiểu tử kia, ngươi làm gì đó? Người yếu xìu vậy à? Đau chết đi được. Hắn say mềm rồi. Hắn không phải là người chúng ta cần. Này tiểu tử, ngươi bảo ta qua đây làm chuyện gì đó? Đánh ta một gậy là quý gì đây? Chúng tôi cần tìm kiếm khách, chứ không phải tên ma men thế này. Xem ngươi kìa, cầm kiếm nổi không? Hơn nữa, ngươi lại có tật ở chân. Ông già kia, tôi cho ông biết, kiếm khách, đừng xem thường ta. Kiếm khách là cái thá gì chứ? Cho ông biết, ta mà say rồi thì không phục thằng nào cả. Chỉ dựa vào bức tường thôi. Ngươi cười cái gì chứ? Ngươi cười gì? Hắn chỉ uống có một chén. Mới có một chén mà đã thành thế kia rồi. Ta thì không giỏi uống rượu, uống là say mà. Đại hiệp, vừa nãy chúng tôi thấy võ công của hắn cũng khá. Hay là để hắn đi làng dê thử đi? Không được đâu, hắn trẻ quá, chỉ tính là nửa thôi. Còn tên say rượu này là đồ bỏ đi. Bỏ đi? Ông nói ai bỏ đi chứ? Đã nghe qua Hắc Trạch Minh của Hắc Gia Trang chưa?
Câu chuyện hắn dẫn bảy kiếm khách đuổi đám cướp đó, ông đã nghe qua chưa? Ông nghĩ hắn cần ngân lượng à? Không phải, hắn muốn tên hắn được lưu truyền muôn đời. Lâu lắm rồi ta không giết mã tặc. Cho ta theo với. Ba vị khách quan từ đâu đến vậy? Chúng ta đi làm nhiệm vụ ở Hồng Điếm. Mau chuẩn bị rượu ngon. Được được, có ngay. Cuối cùng thì chúng tôi cũng lên đường về làng Dê. Nhưng vì quỷ cướp lục đi quá chậm nên đường về càng xa xôi hơn. Nào nào, cạn ly. Hay lắm, rót thêm đi. Cạn. Đổng Phương à, nghe nói gần đây huynh khấm khá lắm. Thợ rèn mà không muốn rèn sắt thì ra thể thống gì chứ? Phải, nói đúng lắm. Lão Lưu này, quán mới mở làm ăn khá đấy chứ? Cũng tạm tạm, nhưng mà Lý Quynh đây là làm ăn khá nhất. Quynh ấy làm gì cũng phất. Uống đi. Quỷ cướp lục cũng giỏi thật, tranh thủ lúc bọn quan binh say xỉn châm ngựa của chúng. Quỳnh ấy không còn làm chúng tôi bị chậm nữa. Ông già, uống nước không? Không muốn đâu. Uống xong cứ phải đi tiểu hoài. Quỷ cướp lục, ngươi cưỡi ngựa cũng quy phong ra phết, hình tượng của kiếm khách mà. Đây là làng Dê à? Là nơi các ngươi nói bọn cướp đang nhăm dê đây sao? Định lừa ai vậy? Muốn ta bán mạng cho một nơi hẻo lánh thế này à? Dẹp đi. Kiếm khách đã tới rồi. Kiếm khách đã tới rồi. Chúng ta được cứu rồi. Mọi người hãy chào đón họ. Cuối cùng họ cũng về rồi. Hay lắm. Chào mọi người, chúng tôi đến giúp mọi người chống lại bọn cướp đây. Mọi người hãy giúp sức cùng chúng tôi đánh đuổi bọn cướp. Có được không? Được. Đánh đuổi bọn cướp. Các vị hương thân, chúng ta phải đâm lấy chân mệnh cuộc đời mình. Làng Dê được cứu rồi. Bắt sống mã tặc. Bảo vệ làng Dê. Bảo vệ làng Dê. Đại hiệp, ngươi làm gì vậy? Vẽ cờ chiến chứ làm gì? Đánh trận mà không có cờ thì lấy đâu ra quy thế? Hình này có nghĩa là gì? Đương nhiên phải có ý nghĩa. Nghĩa là hãy rơi vào bẫy của bọn ta. Bước lên một bước. Chuẩn bị. Đâm. Thu. Đâm. Thu. Ây da. Thôi đi, chúng ta đi chăn dê thôi. Làm cái này làm gì chứ? Đúng rồi đó, về thôi. Về ăn cơm thôi. Xem ra ngươi còn có đầu óc. Võ công của ta còn... Nè, dừng lại đi. Huynh đã dùng đao rồi, chỉ ta tập bắn tên đi. Sao lại học bắn tên? Thì mọi người đều phải đánh cướp, ta cũng phải giúp một tay. Ngươi à, thôi khỏi đi, đừng gây chuyện nữa. Thôi mà. Nè, Huynh ăn biết bao nhiêu là cơm của nhà ta rồi. Huynh còn nợ ta đó, vậy ta bắn tên đi. Được rồi, chúng ta qua bên kia tập đi. Được rồi, đi thôi. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên. Võ công của ông ta giỏi quá, thú vị hơn đi chăn dê. Đến học thôi. Cầm ở đây.
Đúng rồi, mạnh tay lên, đừng có nhắm vào ta, nguy hiểm lắm. Đứng ngay ngắn vào, đâm, thu. Bọn cướp là một lũ ngốc, bước vào thôn dê là chết chắc. Bọn cướp là một lũ ngốc, đi vệ sinh mà không cần giấy. Mấy người nghe cho rõ đây, khi đánh trận dù là tiến hay lùi cũng chỉ cần một chữ thôi, chạy. Khi mà chạy không nổi thì thêm một chữ, chính là chữ chết, có hiểu không? Tập cho cẩn thận, một tay để ở đây, một tay nắm chắc, ngắm chuẩn mục tiêu, kéo tên. Đâm, thu. Đâm. Sao hả sư phụ? Không tệ, tìm chỗ nghỉ đã. Được. Cái gì đây? Nè, đừng động vào. Có gì quý chứ? Cho người biết, đừng xem thường thứ này. Từ nhỏ nó đã bên cạnh của ta, nó là vật may mắn của ta, nên không thể để người khác động vào. Thần kỳ thế sao? Đừng động vào. Nè, sao huynh lớn thế này rồi mà không kiếm nương tử đi? Chuyện này bao lâu nay ta vẫn chưa hề nghĩ đến. Nhưng người nhắc thì ta cũng nghĩ là đến lúc tìm vợ rồi, nhất định phải hoạt bát và nhiều trò như ngươi. Quan trọng là cao cũng tầm này nè. Nói thật, ta có đứa em gái giống hệt như ta vậy. Vậy thì phải xem cô ấy trông như thế nào nữa. Chúng ta là anh em sinh đôi. Thật sao? Vậy chừng nào ta mới có thể gặp cô ấy? Xem huynh kìa, gấp gáp gì chứ. Ngày mai nhé. Từ bây giờ, tất cả các nhà trong thôn này, nhà nào cũng treo một cái chuông. Đây là cái gì? Cái này à, để ta cho người biết, đây chính là mạng lưới kết nối xã hội mà người ta thường nói đấy. Bọn cướp đó mà đến thì đông vào dây chuông, chuông rung lên thì tất cả mọi người đều biết là có cướp đến. Nếu như người thấy bọn cướp đến thì lập tức thông báo cho dân làng, bọn cướp đến rồi, chuẩn bị đi thôi. Người có biết cái này gọi là cái gì không? Là gì? Mạng vui vẻ. Thu, các anh em đã vất vả rồi, đại hiệp còn vất vả hơn. Các anh em rám nắng rồi, đại hiệp còn rám nắng nhiều hơn. Tiểu Quỳnh Đệ, Tiểu Quỳnh Đệ, Tiểu Quỳnh Đệ, cô là Tiểu Quỳnh Đệ của ta sao? Không, tôi là Điềm Nữ. Lẽ nào cô là muội muội của tiểu đệ ta à? Chúng tôi không giống nhau sao? Không phải thế chứ, không thể thế được, chắc là nhầm lẫn rồi. Vậy Quỳnh thử sờ tay muội xem. Đúng là con gái. Muội nhớ có người nói là muốn lấy một nương tử vui vẻ, hoạt bát giống như là muội vậy. Không phải, khi đó ta chỉ nói đùa thôi, không thể xem là thật được. Vậy sao muội lại giả nam? Vì cha muội nói bên ngoài loạn lạc quá nên làm thế để phòng thân. Mọi người nghỉ tay uống nước đi đã. Nghỉ tay đã. Nghỉ tay đi. Mọi người vất vả rồi. Cha, cha uống nước đi.
Uống chậm thôi. Nóng lắm à? Chả không sao. Nếu không nhanh lên thì không kịp. Chúng ta phải tranh thủ cắm cọc phòng lũ cướp đó. Đây là cách tốt nhất để chống lại bọn chúng. Cha cầm lấy đi. Đây là bộ hộ mạng mẹ cho con. Giờ cha cầm đi. Không được, không được đâu. Đây là của mẹ con đó. Cha cầm đi. Cha cầm lấy đi mà. Thôi được rồi. Ngoài này nóng lắm. Con mau về nhà đi. Được rồi, con biết rồi. Đã hơn 10 ngày mà bọn cướp vẫn chưa đến. Người dân trong làng vẫn chăm chỉ luyện tập. Định chạy đi đâu à? Gà già được lấp đầy cho cái bụng đói của ta. Ngươi phải tích đức mấy đời mới được đó. Thôi thì ngươi và lũ bạn bè anh chị em cùng đoàn tụ trong bụng của ta đi. Chúng ta phải yêu thương động vật, nhất là khi chúng đã được nấu chín. Suốt ngày cho ăn rau xanh, ta sắp thành người thực vật rồi đây này. Ngươi là đồ khốn, lại ăn trộm gà nhà ta. Sao ngươi dám ăn trộm gà nhà ta chứ? Đợi đã, đánh xong rồi nói. Con gà đáng thương của tôi, tên què này, đây là con gà còn lại duy nhất của nhà ta mà ngươi cũng thịt nó sao? Gà nhà ta ăn lá trà nên đẻ trứng lá trà. Thế nếu cho gà nhà ngươi ăn ốp la thì nó đẻ ra trứng ốp la. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. Lại bận nữa à? Sao bận suốt vậy? Về nhà chăn dê đi. Đừng làm việc nữa. Trời ạ, đã nói đừng làm nữa rồi mà. Tôi không làm nữa. Về nhà cho lừa ăn. Đi thôi lừa. Chúng ta về nhà. Nếu đánh đuổi xong mã tặc rồi, Quỳnh có ở lại thôn không? Ở lại thôn này à? Đúng rồi. Chẳng lẽ Quỳnh cứ muốn một mình phiêu bạt khắp nơi như thế à? Nhưng mọi người nói, nếu muốn lăn lộn giang hồ thì tốt nhất làm đơn thân. Thật ra từ nhỏ ta đã mơ sau này lớn lên sẽ làm một kiếm khách thực thụ, để trở thành một anh hùng. Nhưng đến nay tuy đã lặn lội bao nhiêu năm trên giang hồ, vẫn chẳng có chút tiếng tăm. Giang hồ thì có gì tốt, làng dê không tốt sao? So sánh thế nào được? Thôn làng nhỏ bé, còn giang hồ thì rộng lớn biết bao. Nhưng nếu Quỳnh tiếp tục ở giang hồ, Quỳnh sẽ không bao giờ gặp muội nữa. Chúng ta thuê kiếm khách hay kiếm khách thuê chúng ta đây? Suốt ngày cứ... Tôi nói này, bọn cướp chưa đến mà kiếm khách ngày nào cũng ăn không ngồi rồi. Kiếm khách có suy nghĩ của họ. Nghĩ gì mà nghĩ, chỉ biết ăn mà thôi. Còn trộm gà nhà tôi nữa, có chuyện này sao? Có chứ, bọn cướp chưa tới thì lũ kiếm khách này đang hết đồ nhà chúng ta rồi. Lũ gà nhà tôi đã hết sạch rồi. Thảo Căng, bản lĩnh của anh đâu mất rồi? Sao lại yếu đuối như vậy? Ừ, tôi yếu đuối đó, được chưa? Làm gì vậy? Đừng có làm ồn nữa, đừng cãi nhau nữa. Dì cậu à, cậu sai rồi. Kiếm khách giúp chúng ta đuổi cướp, ăn mấy con gà thì có là gì? Đúng rồi, ông rộng rãi nhất, đến con gái cưng cũng biếu cho kiếm khách luôn. Cậu nói cái gì? Tôi tận mắt nhìn thấy rồi, không tin về hỏi con gái của ông đi. Đi, đi tính sổ với lũ kiếm khách. Phòng hỏa, phòng đạo tặc, phòng kiếm khách. Phòng hỏa, phòng đạo tặc, phòng kiếm khách. Cậu nói đi. Chúng tôi đối xử với mấy người không tệ. Mấy người lại giúp tôi như thế sao? Mấy người đối xử với con gái của tôi như vậy sao? Sau này nó còn mặt mũi nào gặp ai nữa chứ? Cậu nói đi. Nói đi. Cậu nói đi. Làm cái gì vậy? Bà con, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Bọn cướp kia chưa đến, chắc cũng chẳng đến nữa đâu. Các kiếm khách xin hãy về đi. Về thì về. Các người tưởng tôi muốn lẫn quẩn ở chỗ khỉ ho cò cấy này sao? Vậy còn hợp đồng này thế nào? Bà con xem đi. Hợp đồng mà chúng ta đã ký làm sao đây? Cái này... Đi. Kiếm khách biến đi. Biến đi.
Cha, con xin cha, ta không thể để hai đứa bên nhau. Chung chạy với bọn kiếp khách đó chẳng ra gì đâu. Cha, đừng nhốt con lại. Cha, nhốt lại, không cho con ra nữa. Không cho con ra. Ta tuyệt đối cấm hai đứa qua lại với nhau. Cha, 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 đừng trách cha không cho hai đứa ở bên cạnh nhau. Cha tuyệt đối không cho đâu. Sao không để cho chúng con được bên nhau chứ? Tại sao vậy? Cha, cha, mọi người nghe tôi, ai về nhà nấy đi. Làm kiếm khách nhiều nguy hiểm lắm. Tôi thấy bây giờ làm đậu hũ sống qua ngày là tốt nhất. Lỡ có cứng quá thì làm đậu hũ khô, nếu mềm quá thì thành tàu phớ, mỏng một chút thì làm đậu hũ kia, còn ra nước thì thành đậu nành. Lỡ có mà hư luôn thì làm đậu phụ thối. Chắc chắn không đổ đâu, tôi đi trước đây, về nhà thôi. Mã tặc tới rồi, mã tặc tới rồi, mã tặc tới rồi, mã tặc tới rồi. Mã tặc tới rồi, mau trốn đi. Mã tặc tới rồi, mau đi tìm kiếm cách đi. Mọi người vừa đuổi họ đi hết rồi mà. À phải phải, dẫn thằng nhóc con bà Lưu qua nhà má Trương nấp đi. Nhưng con trai má Trương muốn đánh con gái bà Lưu, vậy đưa thằng nhóc đó vào chuồng ngựa nấp đi. Trong đó toàn là cỏ thôi, vậy thì phải làm sao đây? Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi mau. Cha, cẩn thận, mau trốn đi, cứu với. Tôi về rồi đây. Thế nào, mọi người không sao chứ? Cậu về rồi à? Mã tặc tới rồi, mọi người không sao chứ? Hãy cứu chúng tôi với. Tôi về cùng mọi người đánh đuổi mã tặc. Đánh đuổi mã tặc, mau lên, mau vào trong đi, mau lên, mau lên. Nè, đợi đã, hãy chăm sóc cho họ nhé. Quỳnh cẩn thận đó. Được. Nào, mọi người đừng sợ, chúng tôi về rồi đây. Chạy mau, mã tặc tới rồi. Đừng sợ. Đóng cửa lại, đánh bọn cẩu tặc đi. Đóng cửa lại, đánh bọn cẩu tặc đi. Xuống ngựa, đuổi bắt chúng.
Rút lui, rút lui. Đi thôi, nhanh lên. Đi thôi. Đại gia tha mạng. Ngươi không nhận ra ta à? Con chó đớm nhà chú ba ngươi hồi đó cùng với con chó vàng nhà chị lớn của ta đẻ ra con chó bông. Thế là chú ba ngươi đến bảo con chó bông là của nhà ông ấy, còn chị lớn ta cứ bảo con chó bông là của nhà chị ấy. Lúc đó chú ngươi dẫn ngươi theo, nói là ngươi muốn con chó bông đó. Dì cũng dẫn ta theo nói là ta muốn con chó bông đó. Họ đánh ta khóc hu hu, nhưng ngươi lại không khóc. Nên biệt danh của ngươi là con chó kiên cường. Ngươi nhường con chó cho ta, ta xem nó như đại ca. Nó là đại cẩu, ta là dì cẩu. Dì cẩu, người nhớ không? Đều là người quen cả, đừng khách sáo, mời. Chàng đẹp trai. Một người con gái mà làm cướp lại còn muốn đánh với ta, ta chẳng hứng thú gì với ngươi đâu. Nhưng ta thích. Từ từ thôi. Có người kìa. Mọi người mau lên đi, chặn con nữ tặc đó lại. Đợi mụ giới, đừng chạy. Đợi mụ giới, đừng chạy mà. Đợi mụ giới. Đánh ta, ta thích thế đi. Ta đến đây, thích quá. Gọi ta là bà Hoàng nhé. Cứu tôi giới, có người cưỡng bức. Cưỡng bức. Cha, cha, cha không xong rồi, cha phải đi đây. Cha đừng dọa con mà. Điềm nữ, con hãy bảo trọng nhé. Cha đi rồi, con hãy gả cho một nhà tử tế. Cha không thể gả cho người quá lùn. Cha, con nữ con bò già nhà ta 20 năm rồi, nó chỉ ăn cỏ vào buổi tối. Con phải nhớ, con phải nhớ. Cha, cha đi đây. Cha, cha đi đây. Lạ thật, sao lại không đau nhỉ? Không có máu. Cha, là bùa hộ mạng. Bùa hộ mạng à? Nhờ bùa hộ mạng của con đó cha. Mau dậy thôi, đi. Không sao chứ? Người muốn chết hay là không muốn sống? Đến đây, đến đây, đánh chết ta đi. Đến đi. Hừm.
Đừng mà. Đừng giết lừa của tôi. Tôi xin mấy người, đừng giết nó. Tôi xin mấy người đó, muốn giết thì giết tôi đi. Tôi quỳ xuống gia xin các người. Đừng bảo là chúng ta ý đông, chỉ mình ta xử các ngươi thôi. Ai lên trước đây? Mời đại hiệp ngồi. Đại hiệp uống nước đi, nghỉ một chút đã. Đại hiệp vất vả rồi, dễ chịu quá. Có giỏi thì qua đây đánh tiếp. Viên gạch ở đâu ra rơi xuống đầu ta vậy? Gì vậy? Ôi trời, trời đất ơi, ở đâu mà nhiều gạch vậy? Hiệp hai, đi đi. Còn ai nữa không? Chính sau một ngày chiến đấu vất vả, Mã Tặc đã bị đẩy lui. Làng Dê lại trở nên thanh bình. Nhưng tôi biết bọn chúng nhất định sẽ quay trở lại. Có thể là tối nay, cũng có thể là ngày mai. Bụi không sao chứ? Bụi không dám tin là Quynh trở về. Điều gì Mụi đó? Thật sao? Vì ta đã hứa sẽ bảo vệ Mụi cả đời chứ. Nhưng ngày mai chúng ta sẽ chết cả. Ta không cho Mụi nói như vậy. Chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ bảo vệ Mùi. Ugh.
Có ma. Nham hiểm thật. Tay của tôi. Cha, nhìn kìa. Tên lưu manh này đánh trận lại được rồi, còn cởi quần ta làm gì? Cười cái gì mà cười? Hoan hô. Để tôi. Được được, để ngươi. Võ công giỏi quá. Phải đó, chúng ta trông cậy lão gì cả. Hay lắm. Hay lắm. Hay lắm. Lão gì tiêu rồi. Hay lắm. Hay lắm. Lần này chiến đấu bảo vệ làng Chê, chúng tôi thắng lợi hoàn toàn. Chúng tôi bắt sống bọn cướp, mà cũng có khi chúng không muốn làm cướp nữa. Nếu không, Phùng tỷ sẽ không yêu quý cướp lục. Đừng có xem thường nó. Từ nhỏ
Nó đã ở bên cạnh ta. Đây là vật may mắn của ta. Nhiều năm sau, giang hồ vẫn lưu truyền câu chuyện về ba kiếm khách. Còn tôi thì đã tìm được chỗ đứng của mình trên giang hồ, nhưng chẳng ai biết khi nào tôi rời đi, cũng như khi nào tôi sẽ tái xuất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 却缘分离总比相聚更容易。